Đầu tiên mở Camtasia lên á, là nó sẽ hỏi mình là một là mình quay màn hình, hai là mình chỉnh sửa bằng tạo đồ chết, ba là mở cái đồ chết có sẵn thì mình yêu đồ chết nha. Đó thì sẽ mở mình một cái đồ chết mới như vậy, mở ra ở đây như vậy. Thì ở giữa là cái chỗ mà mình xem, mình làm xong rồi mình sẽ xem. Ở dưới là cái chỗ hiển thị thời gian mình cắt ghép chỉnh sửa. Rồi ở bên trái là những cái công cụ option để mình làm. Rồi ở đây có dấu cộng để mình thêm tất cả các nguyên liệu vô, hình ảnh là video hay gì đó, thêm ở chỗ này nha. Rồi bây giờ mình đầu tiên đây mục đích mình làm cái intro thì mình sử dụng cái thư viện có sẵn của thằng Camtasia, bằng cách mình vô library có sẵn ở đây. Và sau đó mình sẽ vô nhiều lắm ở đây, mình rất là nhiều cái intro ở đây, mình sẽ bắt đo chuột vô đây, ví dụ cái intro này cũng được đó, ví dụ giờ ở đây đó, ví dụ intro này thì mình chỉ cần mình đáp đo chuột vô mình xem mà ok rồi, chỉ cần mình lôi xuống đây là mình xài được nó thôi đó. Rồi review đó. Rồi thì ở đây nó có một chỗ mình project setting á, để mình chỉnh lại kích thước của cái video này. Mình chỉnh kích thước lớn nhất hàng là nhiều kích thước, ví dụ mình làm cái video này mình chỉ truyền tải cho những người sử dụng thiết bị điện thoại di động thôi thì mình làm nhỏ một chút. Còn đây là tôi làm cho xài hết tất cả luôn thì tôi làm kích thước lớn nhất ấy. Đó. Rồi sau đó tiếp theo á thì tôi kéo cái cây này nè, kéo tới cái chữ tôi ngưng ha. Đó. Đó. Kéo nè. Đây. Đây chỗ chữ nè. Đó. Ở đây tôi muốn sửa không? Gấp đôi chuột vô chữ. Ngay màn hình tôi đắp đôi chuột vô chữ. Rồi tôi ghi vô. Tôi làm là kênh mua sắm thông minh. Kênh. Tôi gõ chữ của tựa chữ của cái kênh YouTube tôi rồi, kênh mua sắm. Đó. Rồi sau khi gõ chữ xong rồi thì tôi sẽ chỉnh lại phông chữ của tôi là phông chữ Aero ha, cho nó tiếng Việt ok. Tôi kiếm phông chữ Aero. Rồi chờ xíu tôi chỉnh đi, tôi chỉ cho. Đây đó, là muốn đậm lên đó, thì đây bấm Ctrl B luôn nó đậm lên đó. Dưới đây là mình ghi cái logo giúp bạn, cũng như là giúp bạn và tư vấn là review gì đó thì ha, giúp bạn lựa chọn tốt. Nhất. Ví dụ như vậy đây, sau đó mình cũng sửa lại phông chữ luôn ha. Mình phải bôi đen vô này nè, nó mới ăn ha. Chứ mình phải cho bôi đen này chỉnh nó mang ha. Đó. Ví dụ như vậy xong ha. Đó. Đó. Rồi sau đó mình sell rồi set ha. Sell rồi set lại là mình để là cái này là mình sell lại trên máy tính của mình luôn. Sell lại là Camtasia. Sẽ là intro liệu vậy đó. Rồi vô đây mình muốn xuất cái này ra video luôn, xuất cái luôn ha, xuất này ra video đó, xuất cái này ra video thì ở đây mình đây share và mình chọn local ok.
Ở đây mình chọn cái loại là mask layer nè, dưới đây nè ha. Dưới đây nè. Mask layer không phải, mình chọn cái loại là HD MP4 à. Ha, con chọn mask layer HD MP4 rồi. Mask layer cũng được, mask layer thì nó xuất ra thêm cái layer thôi, còn không thì mình chọn ở đây. Đó rồi mình finish. Nó xuất cho mình ra cái video giống ngay giờ mình làm. Làm được cái video mình được, mình sẽ mình được cái intro rồi, còn cái outro bữa mình làm bằng cái Bitable ha, cái rồi ha. Đó, Bitable cũng làm intro được luôn. Đó, nhưng mà mình kết hợp hai cái ha. Bây giờ mình có đủ rồi, giờ mình sẽ ghép lại với nhau. Ha. Để tôi xuất ra đâu mà xuống tôi với các bạn xuống coi các bạn làm như thế nào ha, các bạn cứ coi đi. Rồi, nếu xong rồi mình mở ra mình coi nó là vậy. Đó, video intro của mình là vậy nha. Kênh mua sắm của mình lúc mà lựa chọn sản phẩm tốt nhất. Đó, ví dụ như vậy. Rồi, đó là xong một cái intro ha. Xong cái intro. Thì nó lưu ở đâu? Nó lưu ở đây là Open Folder nè, nó sẽ lưu cho mình lưu dẫn đây ha. Đó, tôi để cái này vô trong Camtasia, một Camtasia luôn, tôi để vô đây để hồi mình làm luôn ha. Thật sự để vô đây là intro đây, intro này làm xong. Còn cái muốn cái file intro file mà cái file đồ set á là mình để mình sửa lại, còn cái file này là mình không có sửa được nha. Rồi, đó là xong ha. Rồi bây giờ các bạn làm mỗi người làm cho mình một cái intro ha.